quý vị khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Thưa quý vị, phượt hiện đang là hình thức du lịch được các bạn trẻ rất là yêu thích. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể thăm thú được nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất mới và con người mới. Cụ thể là sao thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề, đó chính là các bạn nữ đã đi phượt cùng với người lạ mà đặc biệt là nam giới nữa, liệu là hình thức phượt này có tiềm ẩn những nguy cơ gì? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu chương trình với chuyên gia tâm lý là tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Xin chào anh Hiếu. Xin chào Thảo Ly, nghe Thảo Ly giới thiệu mà cảm thấy khá là hứng khởi. Vừa nhắc đến phượt nè, tự nhiên cái máu phượt trong người mình nó nổi lên. Rồi bên cạnh nó lại phượt với người lạ nữa chứ. Cái câu chuyện chúng ta sẽ như thế nào đây thì anh cũng đang rất là tò mò. Dạ, nghe anh chia sẻ Thảo Ly hình dung giống như là song hỷ vậy đó, được hai niềm vui luôn. Nhưng thực sự có vui hay không thì bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn tiểu phẩm sau. Sao giờ chưa tới nữa? Lâu dữ bà. Ê, có khi nào là anh có người khác đi không? Rồi không có cho mình đi chung không? Nhưng mà đã hẹn ra đây bàn rồi mà, chưa gì hết à. Ê, như anh tới kìa. Đâu? Kìa. À, đúng rồi. Chào hai em. Dạ, chào em, chào anh. Dạ, ngồi đi anh. Rồi, bây giờ không có nhiều nữa. Dạ. Thì anh là Phong, anh sẽ có một chuyến đi phượt. Mà không có phượt gần, mà phượt xa. Phượt ở Nha Trang 2 ngày 1 đêm. Dạ. Mà bạn bè của anh thì là chỉ toàn thích đi gần thôi, không thích đi xa. Dạ. Cho nên anh mới đăng trên diễn đàn như tụi em biết rồi đó. Dạ, tụi em cũng muốn đi lắm. Nhưng mà tụi em chưa có kinh nghiệm. Với lại tụi em sợ là hai đứa con gái đi rồi có chuyện gì không hay nữa. Dạ, trời. Đúng rồi anh. Ê, anh rủ rất là nhiều bạn nữ đi phượt cùng với anh. Mà mỗi lần mà đi phượt về là những bạn đó luôn yêu cầu được đi nữa. Nghe thích quá bà đi không? Nhưng mà... Đây bây giờ anh nói tụi em nghe. Đi phượt, tụi anh đi phượt là gì? Đam mê. Đam mê ở đây là sao? Để mình khám phá những vùng đất mới. Những chỗ mà người ta chưa đặt chân tới. Mình sẽ tự lo cho bản thân mình. Mình phải tự ăn, tự uống. Tụi em sẽ có được những cái kỹ năng mà ở gia đình không bao giờ có. Mà chỉ có đi phượt tụi em mới có được thôi. Và đi phượt là đến những nơi mình chưa bao giờ biết. Những nơi mà không ai đặt chân được, dân phượt đến được. Đó. Hấp dẫn quá à. Sao anh nói là tụi em thích quá à. Anh đảm bảo với tụi em luôn. Tụi em mà đi về một cái là coi như sức khỏe nè, thể lực lên nè. Nhất là những tấm hình. Chụp hình là rất dạ rất đúng đẹp. Rồi, em thấy nhiều người chụp hình đẹp lắm anh. Đó, bởi vậy bây giờ có nói cũng không bằng mình phải là đi thực tế, đúng dạ. Không? Thì giờ tụi em quyết định đi, có đi hay không? Dạ, bà đi không? Khoan, từ đã mới gặp. Không sao đâu, người ta đi nhiều rồi, có kinh nghiệm. Dạ. Mất thời gian quá. Cái vấn đề đó, anh là người trên diễn đàn. Và diễn đàn đã có uy tín rồi. Em hiểu không? Dạ. Có gì tụi em cứ tham khảo, còn không đi thì thôi anh đi về. Em quyết định rồi, dạ. Tụi em đi. Đi à, đi đúng không? Dạ. Đó, vậy phải khỏe không? Rồi, coi như bây giờ anh sẽ liên lạc tụi em giờ giấc. Dạ. Và địa điểm. Dạ. Rồi những cái như là tiền bạc, những cái mình phải cần trang bị đó. Dạ. Qua tin nhắn nha. Dạ, rồi dạ, mình dạ. Sẽ có chỗ gặp rồi mình đi ha. Dạ. Thôi, rồi. Đó, à, không. Phường thủ ta có cái cách khác nè. Tay kia, Đó nè, đó. Đó, ha. Dạ. Đó. Vậy nha. Dạ, chào anh. Ê, giờ chuẩn bị đồ đi bà. Tức thiệt. Tới giờ vẫn còn ấm ức. Sao vụ gì? Bữa đi phượt đó. Rồi bà nói bà mệt quá, bà về bà nghỉ ngơi. Cái hả, ổng cũng rủ tôi đi dạo. Thì tôi nghĩ rồi cũng mới tới chỗ lạ thôi, đi dạo cho ngắm cảnh này kia. Rốt cuộc hả, biết sao không? Sao? Giỡn trò sàm sỡ tôi á. Nghĩ tới giờ còn tức. Hèn gì hôm bữa tôi thấy bà chạy về mà mặt bà hốt hoảng quá trời luôn á. Sợ sao không sợ? Trời ơi, ổng to cao cái đó. Không chạy hả? Ê, mà bà nói tôi cũng thấy lo quá à. Lo gì vậy? Hôm bữa ổng mượn tiền tôi. Cái gì? Mượn tiền hả? Ừ. Trời ơi, mới gặp lần đầu mà bà cho mượn tiền làm sao? Ai biết đâu. Ổng nói là cho ổng mượn tiền tại vì cây ATM gì đó không có đủ tiền mà. Xong rồi cái tôi thấy mấy lần đi chơi đồ ổng cũng trả tiền cho mình. Tôi nghĩ ổng giàu có chứ không đến nỗi quỵt tiền mình đâu. Mà tới nay chưa trả nữa. Trời ơi, rồi ổng mượn bao nhiêu tiền? 6 triệu. Cái gì? 6 triệu? Ừ. Trời đất ơi, người lạ gặp mới có mấy lần hà. Tự nhiên cái quen biết gì thân thiết đâu mà cho mượn 6 triệu ngọt vậy. Tôi nghĩ ổng giàu có đâu đến nỗi quỵt tiền mình đâu. Trời ơi, cái gì mà tin người quá vậy? Ê, tới nay chưa trả tôi của kìa. Chưa có nói tiếng nào hết hả? Ừ, thấy im re à.
Không được rồi, cầm điện thoại lên, bấm vô số cổng gọi liền, nói là em đang cần tiền gấp, đòi lại rồi, vậy rồi, rồi. Ê, khóa máy luôn rồi bà. Giờ sao? Bây giờ nè, thôi cầm điện thoại nè, vô cái diễn đàn rồi lấy cái hình đúng cái mặt ổng nha, cho rõ mặt nha, rồi mình đăng lên, mình rồi, đăng rồi lên mình nhờ người để ta cho đi tìm mọi người hả, coi như né cái mặt ổng ra. Ơi bà ơi, cái gì Phong sàm sỡ, Phong lừa đảo, hình ổng nè. Thôi coi coi, trời ơi, cái gì bà nhiều quá vậy, chết rồi. Ờ, à, như lớp mình nó gọi điện thoại rồi, tôi nghe luôn đi. Alo, nghe nè Mai. Ừ, nói đi, tôi nhắn lại cho. Sao đi Phượt hả? Thôi ha, tụi tôi không có thích đi Phượt đâu. Lớp đi đi, tôi với Mai là không có đi nha, vậy nha. Ừ, về trái thoại bà nè. Phượt viết cái gì nữa không biết nữa. Hết chuyện của tôi, giờ chuyện của bà. Giờ mà nghe từ đi Phượt hả, tôi tưởng tới già. Anh cảm nhận như thế nào về hình thức Phượt với người lạ, và hình thức này thì có những cái ưu điểm gì hoặc là nhược điểm gì? Phượt với người lạ thì thật ra cũng vui thú vị đúng không? Dạ. Yeah. Một là mình đi khám phá những vùng đất mới. Trời. Và hai, mình khám phá một con người mới, khám phá được gấp đôi. Vậy thế cho nên là nó có rất là nhiều những thứ mới mẻ. Biết đâu chừng cái người này lại là một cá tính thú vị, biết đâu chừng người này sẽ là mầm gấu tương lai của mình thì sao. Biết đâu chừng sau cái cuộc mà đi Phượt này mình lại có người yêu thì sao. Thế vậy thực sự cái chuyến đi Phượt đó mà nghe mô tả thôi cũng đã thú vị rồi. Tuy nhiên chỉ có một cái rủi ro là gì, là cái người đó mình chưa biết là người tốt hay người xấu. Nếu gặp đúng người tốt là mình sẽ có một cuộc đi vô cùng mới lạ, nhưng nếu đó là người xấu thì mình sẽ có một bài học nhớ đời. Bởi vậy cho nên là mình phải nhìn người trước khi mà mình chọn người đi Phượt với mình. Vì khi đi Phượt, thứ nhất mình sẽ đến những nơi khá là vắng vẻ, mà vắng vẻ thì thường đồng lõa với lại tội ác, và cũng có thể là một cảnh yên bình, nhưng nó không còn yên bình nếu như cái người bên cạnh không phải là người tốt. Và bên cạnh đó, đi với người Phượt sẽ cùng đi với nhau cả ban đêm, có thể là ngủ ở trại, ngủ ở lều, ngủ ở trong rừng, ngủ ở núi. Vì vậy đó chính là những hoàn cảnh mà khi cần tiếp cứu, chúng ta không có người xung quanh tiếp cứu được. Bởi vậy cho nên là chúng ta đang giao một phần tính mạng của mình cho đối phương khi chúng ta chọn một người lạ để đi Phượt cùng với họ. Đúng là Thảo Ly thấy trường hợp này cũng rất là nhiều kịch tính đây. Hên thì nói chung là đảm bảo được an toàn khi mà trở về nhà, nhưng mà xui xui thì thực sự là cũng không biết trước được điều gì. Thì đây là Thảo Ly nói chung chung thôi. Còn giả sử trong trường hợp này là bạn nữ đi Phượt với người lạ, và bên cạnh đó người lạ lại là nam giới nữa, nói gì thì nói, con gái cũng chân yếu tay mềm. Trong những cái trường hợp như vậy thì thực sự Thảo Ly nghĩ là nếu mà gặp kẻ xấu, chắc chắn là mình không thể nào mà kháng cự được. Thì theo anh là có nên hay không nên ạ? Như Thảo Ly nói là con gái thì sức khỏe nó không mạnh bằng con trai, cơ bắp nó không có dồi dào như con trai. Yeah. Vì thế cho nên là nếu như con gái đi Phượt với con trai thì về mặt gọi là cái khả năng chống đối, khả năng mà tự vệ thì con gái nó không mạnh bằng rồi. Yeah. Vì thế cho nên là nếu như gặp một anh chàng trai mà có máu 35, 35, thậm chí 75 luôn, thì thứ nhất là cô gái thứ nhất sẽ dễ bị sàm sỡ, giống như trong cái tình huống mà chúng ta đã xem. Nha. Hoặc là bên cạnh đó không chỉ sàm sỡ nhẹ mà có thể là xâm hại mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 luôn, là có thể là bị cưỡng bức. Thì trường hợp đó vẫn hoàn toàn có thể xảy ra trong cái chuyến đi Phượt đấy. Thì bên cạnh đó nữa, lửa gần rơm thì sao, thì nó rất là dễ cháy. Vậy đi cùng với nhau mấy ngày rồi ăn chung rồi ngủ chung thì lửa nó cũng gần rơm, vậy thế cho nên nó cũng dễ cháy. Và nhiều khi bạn gái không muốn nhưng bạn trai muốn thì sao, bạn trai ở gần. Chẳng hạn như là đi Phượt thì tất nhiên là cũng phải sinh hoạt, cũng phải tắm, cũng phải thay đồ này nọ vân nữa, cũng có những cái khoảnh khắc nó cũng hớ hên vân, thì tự nhiên là một cái giây phút nào đó mà máu bạn trai nổi lên 35 lên 75 độ thì lúc đó thì bạn trai không kiềm chế được thì sao. Đó là chưa kể đến trường hợp nếu giả sử người ta trong ba lô người ta đem theo súng, hoặc là người ta đem theo dao, người ta đem theo vũ khí, thì người ta có thể là sẵn sàng, người ta có thể là uy hiếp mình mà lúc đó mình không thể nào mình thoát được. Bởi thế cho nên con gái chân yếu tay mềm thì hoặc là phải đi với số đông. Yeah. Đi rất là đông với số lượng áp đảo. Yeah. Hoặc là phải đi với người mình tin tưởng, hoặc là phải có người thân đi cùng, bạn bè đi cùng. Thì trong cái nhóm bạn bè tin tưởng đó chỉ có một người lạ thôi, thì như vậy chúng ta vẫn có khả năng được tiếp cứu và được bảo vệ. Thì lúc đó bạn gái mới nên đi Phượt cùng người lạ.
Nếu không trong 10 lần đi chỉ cần một lần mà gặp phải kẻ xấu thôi là coi như từ đó về sau là chúng ta khỏi đi phượt luôn. Dạ. Nói thì Thảo Ly cũng đâm lo. Lý do là như thế này, cho dù chúng ta đi số lượng áp đảo đi, nhưng đi cùng với người lạ biết đâu á, có thể là đi đơn độc một mình, nhưng mà nếu đã là kẻ xấu và người ta theo kiểu là có tổ chức có nhóm hẳn hoi thì cũng có thể là lừa nguyên cả nhóm vào bẫy thì sao. Thì tốt nhất á, là có một cái sự chuẩn bị trong cái chuyện mà đi phượt. Thì anh có lời khuyên gì là các bạn khi mà đi phượt chuẩn bị hành trang gì, và thực sự khi mà đi phượt với người lạ thì chúng ta cần phải kiểm tra thông tin hoặc mình xác minh ra sao để mình cảm thấy là yên tâm ạ? Đầu tiên nếu chọn một người lạ để đi phượt cùng để chúng ta khám phá thì như vậy, thứ nhất là chúng ta phải điều tra được những cái thông tin, đặc biệt là về cái tiểu sử lý lịch của người đó, nhà người đó ở đâu, phải biết địa chỉ. Thậm chí là phải biết được người đó đang học trường nào, đang làm cơ quan nào, để lỡ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn biết gốc gác vẫn nằm ở đấy. Thì cái người mà đã bị biết gốc gác rồi thì họ sẽ không dám manh động hơn. Còn cái người mà đối phương mà chả biết mình ở đâu thì mình hành động thì cũng chẳng ai truy tìm ra được mình chặn Facebook lại là coi như xong. Vì vậy thứ nhất phải biết gốc gác của người đó. Và thứ hai đó là gì, là chúng ta cũng phải trang bị đem theo những cái kỹ năng để mà chúng ta thoát hiểm. Ví dụ như là nếu lỡ chúng ta bị sầm sỡ, hoặc là chúng ta bị cưỡng bức, chúng ta bị xâm hại ở trong một cái nơi vắng vẻ, thì chúng ta phải có kỹ năng để chúng ta thoát, chúng ta học kỹ năng thoát hiểm. Thậm chí là chúng ta phải tự trang bị cho mình một vài cái tư thế võ để thoát hiểm, hoặc là chúng ta cũng phải đem theo cho mình một vài cái món tư trang để có thể thoát hiểm. Thì như vậy trong những tình huống đó thì chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn và cảm thấy an toàn hơn. Và đặc biệt nữa, khi đi thì chúng ta phải báo cho gia đình biết, hoặc là báo cho mọi người biết, mình phải gọi điện thoại, hoặc là chúng ta sẽ báo cái tình hình của chúng ta ra sao, chúng ta đi chơi, và chúng ta cũng chia sẻ cho đối phương biết, à em có đi chơi nhưng mà nhà em cũng lo lắm, cho nên là em có nói với gia đình là cứ hễ khoảng chừng tiếng hay tiếng hồ là sẽ gọi điện thoại một lần, mà nếu thấy em không gọi điện thoại là gia đình sẽ bắt đầu đi kiếm, là thế. Và em cũng hay bật mở định vị cho gia đình để gia đình luôn luôn cập nhật cái địa chỉ. Và nếu lỡ mà mình đi phượt, mình trèo núi hay mình vào rừng sâu mà lỡ mình có bị lạc vân vân á, thì đôi khi cũng còn cái định vị đó thì người nhà họ có thể tìm ra được. Thì như vậy mình chia sẻ là đang có người vẫn đang theo dõi mình, và người ta vẫn đang đợi điện thoại của mình. Mà nếu như mình không điện thoại và không nghe lời, không nghe giọng nói của mình, thì người nhà sẽ cũng cùng đi tìm, hoặc là thậm chí báo với cơ quan chức năng. Thì mình có những cái biện pháp ngăn ngừa như thế để mà chúng ta có thể là ngăn chặn hoặc là cảnh báo cái hành vi mà có thể là của kẻ xấu họ đang dự tính. Qua chia sẻ của anh thì Thảo Ly hy vọng là quý vị khán giả mà đang là các bạn mà trẻ trẻ, nhất là các bạn nữ yêu thích phượt, yêu thích du lịch kiểu mà tự túc như vậy, thì tốt nhất là chúng ta nên thực sự là cẩn thận. Dù gì đi chăng nữa, phòng ngừa còn hơn là lỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng ta, Thảo Ly nghĩ là khó mà có thể gánh được. Bên cạnh đó lại có thể là ảnh hưởng đến gia đình, lo lắng và tìm nhiều cách để mà có thể liên lạc được với ta trong trường hợp là chúng ta rơi vào hoạn nạn. Thì mong rằng là qua những hành trang đã được chuẩn bị từ tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, các bạn từ nay khi mà đi du lịch chúng ta sẽ yên tâm hơn và chắc chắn với những cái quyết định của mình khi mà mình kết hợp đi phượt cùng người lạ. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thảo Ly. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng hiểu rằng khi đi phượt với người lạ thì nó cũng là một cái niềm vui rất lớn của rất là nhiều bạn ngày nay. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải trang bị cho mình những kỹ năng để phòng tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Và đặc biệt hãy chọn lựa những nơi nào có thể đi phượt nhưng mà cái mức độ an toàn lại cao. Chẳng hạn như bạn đi Đà Lạt đi, thì như vậy xung quanh chúng ta vẫn có những nhà dân, có những con người, chúng ta không đi vào trong những cái rừng sâu hẻm vắng quá. Và khi nghỉ chúng ta nên chọn nghỉ ở những nhà nghỉ và có phòng riêng, thì như vậy chúng ta vẫn có thể đảm bảo được an toàn của mình mà vẫn có một chuyến đi đầy kỷ niệm. Xin chúc quý vị sẽ có những chuyến đi phượt thật là vui vẻ và khám phá ra được nhiều điều thú vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.